hoàn cảnh khó khăn, con buộc mẹ phải xa con, thì con đừng hờn trách mẹ. Để mẹ yên tâm ra đi tìm cây chết, phút sắc nở trái duyên, để khỏi đắng đau cho số phận nhục nhằn. Mẹ khổ một đời cũng có hiểu không con? Coi, con đừng có làm điều nghe cô ba. Đừng nghe cô ba. Sao? Em sao ơi, từ bấy lâu nay hai ta chung một mái nhà, cái nghĩa là chú ta nhưng lại là tình. Về những lời hăm dọa mà bỏ lại bé nhân trơ trọi ở trên đời, đừng để cho con thơ dâng tiếng mẹ ru hời. Em có thương mẹ tình thương của mẹ, nó đã vô phần trong hoàn cảnh trái ngang. Xin cô đừng để cho nó mất trọn cả tình thâm. Con mồ côi một phút là cả một trời bất hạnh. Mẹ còn vất đỏ như son, một mai mẹ mất cút còn dành bụng. Là trốn chạy cái nghiệp chướng mình đang mang thì làm sao mà tiêu tan quan nghiệp hả cô? Cô phải sống, sống để đương đầu với nghịch cảnh cho trọn kiếp này. Em biết là cô có đủ khả năng mà, cô làm được mà, phải không cô? Cô mê nhận. Vô mé này cho cô ba dễ lên nha, ở đằng kia trơn lắm. Dạ. À, anh hai nè, chiều anh nhớ trở qua thầy Bảy hốt thêm thuốc cho thằng Nhân nha anh hai. Hồi nãy tôi thấy con Bưởi nó xào thuốc cũng gần xong rồi, chắc đứng bóng là có thuốc à. Rồi cô ba lên bờ đi, đưa thuốc để tôi cầm cho. Dạ. Ra ngoài chợ thì nói với má tôi là thằng Nhân nó bớt rồi, để má tôi lo lắm đó. Tôi nhớ rồi, hồi hôm qua bà có biểu thằng Tám đánh xe bò,
đưa bà qua chùa Phật ở xóm trên xin cái phép bình an, chắc là xin cho thằng nhỏ mạnh lành đó cô à. Rồi bà dặn tôi á, chiều hôm nay nè ra chở cô đi, chắc bà nóng lòng lo cho cháu ngoại thiệt tội vô cùng. Tôi biết vậy nên mấy bữa nay nó sốt quá tay, tôi đâu dám cho má tôi biết chuyện, sợ rồi má tôi lo lắng sẽ bệnh thêm. Hồi sáng này dượng ba có biểu tôi á, đưa cô ba về rồi trở ra ngay, phụ ngoài cửa tiệm cho cậu về coi phụ, lo cho thằng Nhân, chứ ở ngoài tiệm á dượng khó mà yên bụng. Vậy hả? Nếu vậy thì anh trở ra chợ đi, nhớ chiều ghé thầy Bảy hốt thêm thuốc nha. Dạ tôi đi à. Dạ. Nguyệt, em, chị hai, Nguyệt, sao em tránh mặt chị hoài vậy? Em ghét chị lắm, em hận chị lắm sao Nguyệt? Em có biết là chị cũng khổ lắm không? Chị hai, em thương chị lắm, nhưng em, Nguyệt ơi, nếu như chị quỳ xuống đây mà được em nói lời tha thứ thì chỉ xin cúi đầu mà tạ tội với tình chúng như cát bụi gian đường. Đạo lý nhân luân người ta đâu xem thường, thì trời ơi chỉ biết làm sao cho vơi nhẹ nỗi khổ hận của em mình và sự dài xem.
tâm tư. Nguyệt ơi, bao nỗi niềm chỉ cấm nên giữ trong tim. Em càng lặng lẽ chỉ càng thêm say rứt. Ôi còn đâu những ngày em à, chỉ ngã em nâng tình nắng. Gian chị, đừng nói nữa. Em bây giờ chỉ còn niềm an ủi để cho lòng vơi nhẹ hờn gấp. Đó là con em, dù đó là đứa con tượng hình bằng quan nghiệp. Còn chị, em không hờn, cũng không giận. Nhưng em xin chị hãy hiểu cho em. Em không muốn khơi lại niềm đau của chị. Xin lỗi, em không thể nói những lời tốt đẹp. Lòng em đang trào dâng một sự căm hờn với kẻ mà chỉ yêu thương tha thiết gọi là chồng. Nguyệt ơi, vì chỉ là người đàn bà bất hạnh, đời đã riêng dành tu gái độc không con. Chỉ vì lặng tiếng em lời vì sự thật trái ngang, mũi mặt xin em hãy thương dùm thương chị, để chỉ được gánh cho em chút phần bất hạnh là nuôi dưỡng cháu thơ cho đến cuối cuộc đời. Chị hai ơi, dù bé nhân là bằng chứng của sự ích kỷ giả tâm, nhưng nó cũng chính là đứa con mà em đã đẻ đau mang nặng. Chồng giả tao thì chỉ đừng làm cho thiên hạ dèm pha. Nhưng dù sao, nó cũng là giọt máu của anh Khánh. Nguyệt ơi, chị hai xin em mà. Thằng Nhân là con ai? Ai là cha ruột của nó? Em nghĩ sau này trưởng thành sẽ tự biết cội nguồn của nó. Còn bây giờ, xin chị đừng khơi lên màu tang thương chi nữa. Khi em đã cố dằn nén lòng mình để cho quá khứ phôi pha, chị hãy về lo cho hạnh phúc gia đình của chị. Nếu thương em thì chị đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Em không thể ở đây được lâu. Em về trước cho chị hai. Nguyệt à, Nguyệt ơi, Nguyệt. Trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi biết phải làm sao đây. Nguyệt ơi, Nguyệt. Quý thiệt mà. Con nằm đây chơi nha. Sáo phá phách quá, để mẹ vô mẹ đánh đòn sáo mới được. Con nằm đây nghe con.
Sáu đi đâu mà bỏ con làm một mình vậy hả? Con đòi bồng hả? Để ba bồng con một chút nha. Mà có sao đâu, mình nói mình nghe thì ba nuôi cũng được mà, phải không con? Sao con cười hả? Ba nói đúng hả con, phải không? Nè con, nếu con ngoan con giỏi, con hiểu được lời ba, khi lớn khôn học hành con phải ngoan hơn người, cho mẹ đừng bận tâm, hãy nhớ lời của ba. Rồi ngủ rồi, mới nói có mấy câu nghe bùi tai nên con ngủ hả? Làm sao đây, lỡ rồi ba bồng cho con ngủ yên giấc ha. Tự nhiên cái làm cha ngang xương à. Anh đặt nó xuống đi. Cô ba, tôi sợ mất giấc ngủ của nó. Không sao đâu, con mồ côi mà, phải biết thân phận nó chứ. Tôi không muốn làm phiền anh cả mẹ lẫn con. Anh nghỉ ngơi đi, để còn ăn cơm nữa. Hình như cô không được vui. Anh Khánh đã đến đây. Sao anh biết? Bé Tám nói với tôi. Anh đến đây làm gì? Anh đến đây để... Để làm chi vậy cô? Muốn nhìn con. Vậy cô nghĩ sao? Tôi không biết. Anh nghĩ tôi phải làm sao? Tôi làm sao mà dám xem vào chuyện hệ trọng của đời cô. Hơn nữa, công việc mà bà đã giao cho tôi đến đây coi như đã gần xong. Nếu như cô không cần đến nữa thì cô cứ thật lòng cho tôi biết. Nếu bây giờ anh cần sự tự do thì tôi cũng không muốn làm phiền anh nữa. Sự tự do đối với tôi hoàn toàn vô nghĩa, mà nó rất có ý nghĩa đối với cô. Anh nói vậy là có ý gì? Tôi đâu dám có ý gì để làm cho cô khó chịu, mà tôi đang chờ quyết định của cô đó. Anh có biết hiện giờ lòng tôi đang rối rắm, chưa tìm ra giải pháp để hoàn mỹ chuyện của tôi không? Anh nói đi, nói đi, tôi phải làm sao đây? Nếu như cô muốn tôi rút lui trả lại giấy tuồng chồng hờ dơ tam, mà bấy lâu nay tôi đã cố công đóng cho trọn giấy mình. Dù sự việc hôm nay đến với tôi có vẻ thình lình, nhưng sự thật vẫn là sự thật, cái ngày này rồi cũng sẽ đến mà thôi. Nếu như cô đã tìm ra được lối đi thì tôi cũng không muốn trở thành người cản lối. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây, trả lại cho cô sự thanh ra đi, cũng vì tôi không muốn làm cho cô khó xử. Tôi khó xử hay là anh khó xử? Vì cái gánh nặng mà má tôi đã đặt vào vai anh trong mấy tháng qua rồi. Cô ba. Dạ, cứ bồi hồi.
anh trông đợi từng ngày muốn tháo gỡ nó ra. Anh muốn trở lại cuộc đời thong thả tự do như ca dậy đuôi, muốn trở về lòng sông rồng vì không muốn lối mãi trong vũng bùn nhớ như. Thì anh cứ ra đi thoát khỏi cảnh ao tù. Bao giờ xem cô là người vướng bận của đời tôi. Vậy sao anh từ chối, không chịu giúp tôi tìm lối thoát, trong khi tôi đang hụt hẫng chơi vơi. Anh Khánh đến đây muốn đòi lại đứa con, còn hăm dọa tôi là sẽ phân phối sự thật. Anh biết tôi khổ lắm không? Thì ra là vậy. Mà tôi cứ tưởng. Anh tưởng gì? Sao không nói hết câu? Tôi tưởng đâu cô chuyển hướng hồi tâm cho con trẻ không mất đi nguồn cội, nên tôi mới mở lời giúp cô dọn lối. Nào dè đâu làm cho cô buồn tôi thêm nhiều. Dọn lối đó để tôi đi, nếu tôi muốn bước thì đâu nhờ anh gánh nặng. Mặc cảm ngày qua đã lần hồi với nhẹ, nay anh lại làm khơi dậy nỗi đau xưa. Cô ba, tôi thật là kẻ hồ đồ, không tìm hiểu cho rõ ràng sự thật. Tôi ở đây cũng đã lâu mà vẫn chưa hiểu được cô. Đâu có ai cấm anh hiểu, chỉ tại anh không chịu hiểu mà thôi. Cô ba. Chứa trong tim tiếng nói cô ấm lòng đơn lạnh, bao ngày qua chán chưa yêu thương. Nếu anh không ngại hoa tàn bướm chết, đón em qua chung bờ bến mộng, ru hồn em vào giấc mơ say, để cho em thấy đời vẫn đẹp như người xưa trong giấc liêu trai. Thấy thương cô bạn tình ơi, nếu không chê tôi người chưa bạn, tình em đau tôi sẽ ấp yêu trang thêm cho đời em đẹp, cho anh vào xuân. Mơ khúc
nó qua nó làm trời làm đất, nó hăm dọa con Ánh Nguyệt đủ điều hết á. Hôm đó mà có tao ở nhà nghe, tao đập cây lên đầu nó, chứ đâu mà để cho nó tự tung tự tác. Còn mày nữa, mày nghe lời nó qua đây định làm gì nói tao nghe coi. Dạ, con xin má bớt giận nghe con nói. Hôm đó ảnh qua là muốn xin coi mặt thằng nhỏ, dù sao cũng là giọt máu của ảnh mà má. Vậy hả? Vì vậy nên vợ chồng tuổi bay mới thay nhau kẻ trước người sau. Qua đây ép con Nguyệt phải giao con, nó không chịu giao nên tuổi bay mới làm vậy. Thiệt là tử cổ chí kim, tao chưa thấy con chị nào giống như bay vậy. Bán rẻ em mình thật là bất nhân, trên đời này có một không hai. Má ơi, con xin má bớt giận, bụng dạ của con đâu có hại em mình. Tại anh Khánh hồ đồ làm chuyện bất nhân, không nghĩ suy mới hai đời em Nguyệt. Chuyện bất ngờ không kịp trở tay, chớ còn cùng đào đớn nát lòng. Mày hại em mày mà còn trái tội, nếu không sao nó dám làm càn chứ. Má không tin con cũng phải đành, chuyện lỡ rồi xin má hãy thương con. Rồi hôm nay mày về đây mày muốn gì đây? Ừ? Má, con xin má thương con khổ lắm má ơi. Cái gì mà khổ? Con muốn xin má với em Nguyệt cho con nuôi thằng nhỏ, để em Nguyệt được rảnh tay chân, và cũng để chuộc bớt lỗi lầm của con má. Thằng chồng mày đúng là cái đồ khốn nạn mà, muốn được phần mình mà không kể gì người khác. Thật là bay quá ích kỷ nên mới bày ra cái chuyện phi thường. Chỉ vì không sinh được con mà nó lại chán chường. Tại sao nó không chấp nhận cái số phận vô hậu, cho trọn kiếp này mà trả nợ trần ái. Ngày xưa con tự chọn nhân duyên, chứ đâu phải má ép gả để cho con gánh khổ. Thì sướng vui hay ưu phiền sầu nào, nay con cam tâm mà ôm chịu riêng mình. Má ơi, con xin lỗi má. Chồng không thương mà ớt hủi thì con về ở với má với em. Má có ghét bỏ con đâu. Con đừng có khờ dại đi nghe lời nó mà làm bậy. Nó đối xử với con như vậy có đáng gì mà con không nỡ dứt chứ. Má ơi, con sợ cái câu gái độc không con, cây độc không trái. Con càng lo sợ người ta giàu chia giá sang như vậy sao phải hả mai? Cái gì thì chung được, cái chuyện ái ân làm sao mà chung được? Dù có thương em đến hy sinh tánh mạng thì máu quản tư cũng làm cho con tôi mặt xanh mày. Kinh Phật có nói mình gánh khổ là tự mình chuốc khổ, chứ nào có ai gánh khổ cho mình đâu. Lời khuyên của má hôm nay, con mau thức tỉnh đừng sai miên. Má, nhưng mà anh Nguyệt vẫn không chịu gặp con. Nếu
liệu con có nghe lời thằng Khánh mà phơi bày thân phận nó hay không? Trả lời má đi. Dạ má. Con cứ về hỏi lại lầm con coi cái khổ này do đâu mà có. Chào Dương ba. Chào anh. Sao? Chừng nào mới chịu quăng cái nôm này đây Dương? Hình như anh rất thích thú với cái nôm. Nếu có thì sao? Thì anh đừng phí công vô ích. Nếu vậy thì chắc Dưỡng ba mày đã bén mùi nên không chịu nhả ra. Phải rồi, nhớ được món mồi béo bở, để bà phủ sản nghiệp dư thừa, ở không suốt đời mà ăn cũng không hết. Tức cười, thật tức cười cho câu nói của anh, lấy bụng mình mà suy bụng người khác. Đã làm sai sao không chịu sửa mình, còn tạo cảnh bất bình cho đời thêm ai quan. Anh nên dừng lại là vừa đó anh Khánh à. Đâu cần mày dài khôn tao tư cách chi, cái thằng ở đậu ăn nhờ biết thân mày đi. Dù là thân ở đậu ăn nhờ, nhưng tôi còn biết nghĩa biết nhân, chẳng làm điều gì bất lợi cho ai. Chớ không như anh nằm không trên đống vàng, sung sướng nên làm càng hại em gái người ta. Mày nếu như anh không còn lời lẽ gì để nói, xin phép anh đứng lại. Tao nhất định không để cho mày lên mặt. Ai chống lưng cho mày thì họ chờ xem. Anh Khánh, anh làm khổ người ta có ích lợi gì cho mình? Chính bản thân anh cũng đang bị giày vò đó. Mày nói đúng, nhưng bản thân tao đang bị giày vò là do ai? Tại ai? Nếu không phải là mày, ai biểu mày nhào vô làm anh hùng? Anh bình tĩnh đi, hãy làm tốt phần mình, trời sẽ cho những thứ khác. Tại sao anh không chịu nghĩ? Việc gì cũng vậy, cần phải nhẫn nại, rồi thời gian sẽ... Mày cấm đi! Mày dám lợi dụng thời gian để làm chồng làm cha, hãy dứt khoát ngay không thể chần chừ. Một năm nay tao trông mòn con mắt, tao không muốn mày làm kẻ thứ ba, nếu cần tiền tao sẽ cho. Anh đừng dùng tiền mua danh dự của tôi, mà anh nên cần thu phục nhân tâm. Tao không cần biết nhân tâm là cái quái gì, mà tao muốn mày rời khỏi nơi đây. Mày đừng bắt tao chờ đợi nữa. Anh Nguyệt và đứa con phải là của tao, là của tao, mày rõ chưa? Mình phải làm sao đây? Mình có đủ can đảm để nói, và liệu anh Nguyệt có chấp nhận được hay không? Anh Nghĩa. Tôi vô ý quá. Anh sao vậy? Không có sao đâu. Không có làm sao mà hôm qua tới nay thấy anh lạ lắm đó. Thật ra thì anh có nỗi khổ gì vậy anh Nghĩa? Cô quan tâm đến tôi như vậy sao cô ba? Sao không quan tâm? Tại vì anh là cha nuôi của con tôi. Anh cho nó mượn tiếng cha để gọi đỡ. Chỉ gọi đỡ thôi mà. Hay là anh sợ mất duyên con trai của anh nên anh buồn, phải không? Đàn ông mà sợ gì mất duyên. Cô ba à, cô quan tâm đến tôi nhiều thì tôi càng... Anh mất cỡ hả? Vậy thì anh đối với tôi đâu có thiệt tình như lời anh khuyên tôi. Không, không phải vậy đâu. Vậy thì được rồi. Anh dư hiểu đạo làm người đúng nghĩa là tình lý phải vẹn toàn. Anh lo cho tôi và bé Nhân từng ly từng tí. Lẽ nào tôi đối với anh
như nước lã người dân. Cái ngày đầu là như vậy mà tôi vẫn muốn nói thật lòng mình. Thà là đối diện mà náo lòng còn hơn chôn sầu nuốt thảm. Anh Nguyệt ơi, lời cô thật ra khiến cho lòng tôi đau đớn. Muốn nói tiếng thương mà lời nghẹn đầu môi. Bởi giữa hai chúng mình có một khoảng cách vô hình nên không thể buộc chữa tình cho đời thêm oan hận. Anh nói đúng, tình là hận. Ôi, nghiệp chướng quan khiên. Nhưng mà tại sao có câu duyên nợ ba sinh, tình trường miên cửu. Thuyết nào đúng, thuyết nào sai, tôi làm sao mà phân biệt được. Vì vậy mà nên từ lúc anh xuất hiện như một thiên thần làm sáng rực cửa nhà tôi, khiến cho tôi phải nhớ mãi cái câu rồng châu ngoài quê ngựa tây đồng nai. Sống thật với gian hình.
sợ bước chân vương phải sai lầm. Anh sợ sai lầm, tôi biết mà. Tôi phụ lòng cô, cô đừng khóc, đừng làm tôi khó xử. Chẳng thà anh đừng có nói rõ lòng anh cho tôi biết, mà tôi còn ít khổ hơn. Đằng này, khi thì anh nói cái này, lúc thì anh bẻ ngọn thế kia. Tôi chỉ ra ở tạm ngoài tiệm trà đỡ một thời gian thôi, chỉ ở tạm thôi mà. Ở tạm chi? Ở luôn ngoài cho một rễ luôn đi. Cô cứ vậy hoài tôi khổ lắm. Anh làm khổ tôi thì có, anh dọn ra ngoài liền đi. Cô biểu tôi đi liền bây giờ. Vậy cho vừa bụng anh, chứ anh đã quyết định thì tôi còn chọn lựa được sao? Anh ra ngoài chợ ở, có đông người, tự do mà lựa chọn để tìm cho vừa ý anh. Lựa chọn cái gì, tìm cái gì ở ngoài chứ? Thì trai khôn tìm vợ chợ đông chứ tìm gì. Gái khôn tìm chồng ở chốn ba quân, người ta đi đôi như vậy mà cô xé lẻ ra làm gì? Tôi làm sao có phần phước mà dám thốt ra câu đó. Ê, cái đám con nít quỷ, con nít yêu, đi hết chưa? Bay là con cái nhà ai vậy? Nói đi, bay dám nói tao cũng tới nhà mét cha mẹ tụi bay đó. Kệ nó. Sao kệ được Dưỡng? Tụi nó hát chọc kẹo hổm rài ai cũng nghe hết rồi, cự cãi làm gì em? Trời ơi, hát bậy hát bạ ai chịu nổi Dưỡng. Làm con người ai tránh được cảnh não lòng. Tôi chỉ mong sao cho ánh nguyệt đừng thấy đừng nghe, để cho tâm cô được bình yên thì cổ đừng xáo động. Thấy hoàn cảnh của cô ba Dưỡng ba, thiệt tình là em chịu không có nổi rồi. Ôi, cái ân oán tình thù này biết bao giờ mới tháo gỡ. Hậu quả của cơn nóng giận bao giờ cũng nghiêm trọng hơn nguyên nhân. Dưỡng muốn nói đến Dưỡng hai. Sao em biết? Cái hôm mà Dưỡng hai gặp Dưỡng ba ngoài đường, vô tình em đi qua, em nghe rõ hết trơn. Dưỡng hai thiệt là bậy quá mà, đã vậy mà không biết lỗi để sửa. Vậy mà còn... Con người ta thường là vậy, khi chưa đạt được mục đích thì không chịu dừng chân. Cũng vì vậy nên tôi sợ ảnh hưởng đến cô ba, và luôn cả chối bà, nên tôi quyết định ra. Mà không phiền lòng đến ai.
cái vòng kiềm tỏa của con người nên em thấy nó rất bình thường, nhưng con đường trước mặt lắm chông gai. Dưỡng ba ơi, dù có gai trong hiểm nguy chực chờ trước mặt thì cũng phải tìm cách vượt qua, chớ dưỡng đừng tính chuyện chia xa mà bỏ cô ba trơ trọi ở bên đường. Cô ba còn ở lại một thân thì hậu quả khó lường. Muốn chi hơn một năm nay trong ngoài có dưỡng tôi sống, nhà mới được thành thơi. Bà quý dưỡng ở tấm lòng nhân hậu thật tâm, lúc nào cũng coi dưỡng là người con rể. Cô ba cũng nặng ân tình với dưỡng, nếu dưỡng bỏ đi thì phụ tấm chân tình. Dưỡng nghe em nói đi, trời có mắt mà, những kẻ mà tạo ra cái ác hả thì làm sao mà tồn tại được. Cảm ơn em đã thấu hiểu lòng tôi. Em tám ơi, cái khó của mình là đừng sống theo điều ta ước muốn, mà hãy sống theo điều ta có thể làm được. Phải, nếu dễ thì dưỡng đâu có mỗi đêm ra đây ngồi trầm lặng, mắt cứ đăm đăm nhìn mãi dưới dòng sông. Sông buồn in dáng mảnh trăng thu, đôi mặt cùng nhau già liên lưu. Bởi ngọn thu phong xe buốt lành, chạnh lòng quân tử áo phong phanh. Dưỡng đừng cho là em nhiều chuyện, nghe lên dưỡng thở tha nên em đã thuộc lòng. Em thật lòng có nghĩ đến tôi nên mới bận dạ thầm tìm hiểu. Một đời người có tìm tri kỷ để họ hiểu mình mà tâm sự một vài câu. Anh sợ gì ai mà không dám vào, lại đứng lấp ló rình mò như vậy? Ý em nói anh là tên trộm phải không? Mấy tháng không gặp em thay đổi rồi, không còn vẻ e dè sợ anh như trước nữa. Mức chịu đựng của con người ta có giới hạn. Thì ra em có hậu thuẫn là má hay thằng chồng hờ vậy? Anh vẫn lì lợm mặt dày không thay đổi. Bùi Minh Khánh này đi không đổi tên, ngồi không thay họ, nên em có cho anh là tên trộm anh cũng vẫn tự hào. Cái tự hào của kẻ ăn trộm đi canh giữ dĩa mứt gừng của mình sắp bị thằng ăn cướp ngang nhiên đoạt lấy. Đủ rồi. Chưa đủ. Anh còn muốn gì nữa? Muốn giúp em. Tôi không cần. Cần hay không cũng đừng dỗ dàng từ chối. Mời cô vào. Chào chị. Anh Khánh, anh đưa người đàn bà này đến đây để làm gì? Để giúp em lột trần bộ mặt giả dối. Tôi không muốn chị làm người xấu, nên nhờ anh Khánh đưa tôi đến đây để làm sáng tỏ một việc. Chị muốn làm sáng tỏ chuyện gì? Tôi là người yêu cũ của anh Nghĩa. Người yêu cũ của anh Nghĩa? Không, tôi không tin. Các người gạt tôi. Đi hết đi. Tôi không gạt chị đâu. Chị phải nghe tôi nói. Anh Khánh, tôi không dễ để cho anh giở trò lừa gạt. Tôi chưa hiểu bản chất của anh độc hiểm hơn người. Tìm đủ mọi cách tinh ma, hai người ta đến tận cùng vực thâm. Còn cô giữa chúng ta từng quen mặt, sao cô lại đến nhà
điều làm rối lòng tôi. Nhưng cô đừng hòng giở thủ đoạn nơi đây. Chị nói đúng, chúng ta chưa hề biết mặt quen tên, nhưng đồng chung phận gai, tôi không đành quay mặt làm ngơ. Tôi là kẻ bị bỏ hôm qua, chỉ là người bị gạt hôm nay. Người ta có lòng nhân tìm đến đây nói cho rõ chuyện, em đừng hiểu lầm mà phủ nhận tấm lòng tốt của người ta. Cô ẩn à, nếu còn vật chứng nào cô cứ đem ra. Muốn cứu người ta thì phải cứu cho bằng được. Chị hãy xem đây cho rõ người ở trong hình, để xem tôi nói thật hay là bịa chuyện để hại ai. Trời ơi, không lẽ đây là sự thật? Hình đã ố màu, không lẽ tôi nói dối sao? Thôi, tôi chỉ giúp chị được có bấy nhiêu. Chào chị. Nguyệt à, em hãy bình tĩnh và sáng suốt để nhận định đâu là thật, đâu là giả. Anh về nghe em. Anh Nghĩa, trong hình là anh đây sao? Nghĩa ơi, em không muốn tin, nhưng mà trời ơi, rau nở